Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thị trưởng thủ đô Moscow của Nga Sergei Sobyanin cho biết trên kênh Telegram, lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga ở quận nội thành Podolsk đã đẩy lùi một cuộc tấn công của máy bay không người lái UAV bay về phía Moscow. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong. Các chuyên gia dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường vụ việc. Sau đó, thị trưởng thủ đô Moscow của Nga Sergei Sobyanin thông báo phòng không tiêu diệt thêm 3 chiếc UAV nữa. Một chiếc bị phá hủy ở quận nội thành Stubino, chiếc còn lại ở quận Odinsovo. Do bị UAV tấn công gần sân bay Vnukovo, nên việc khởi hành của một số chuyến bay bị trì hoãn. Ngoài ra, máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy ở một số khu vực, ở các khu vực Bryansk, Lipetsk, Tula và Ryazan. Ukraine hầu như hàng ngày cố gắng tấn công các mục tiêu ở biên giới và khu vực miền trung nước Nga bằng máy bay không người lái. Lực lượng phòng không Nga đánh chặn thành công lớn nhất UAV, nhưng Ukraine cũng đạt được một số thắng lợi khi đánh trúng các mục tiêu ở Nga. Trong một phát biểu qua video được Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine đăng tải vào tối 31 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gia tăng áp lực lên Washington để cho phép Kiev tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga sau khi các đại diện của ông gặp các quan chức cấp cao của Mỹ. Tổng thống Ukraine nói, tôi kêu gọi Mỹ, Anh, Pháp và Đức, chúng tôi cần năng lực để bảo vệ Ukraine và người dân Ukraine một cách thực sự và toàn diện. Chúng tôi cần được cấp quyền cả đối với năng lực tầm xa lẫn việc sử dụng đạn pháo và tên lửa tầm xa của các bạn, nhưng quyết định quan trọng đó có thể tác động đáng kể nhất đến các sự kiện không nên bị trì hoãn. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng việc quét sạch bầu trời Ukraine khỏi những quả bom dẫn đường của Liên bang Nga là một bước đi mạnh mẽ nhằm buộc Moscow phải tìm cách chấm dứt cuộc giao tranh và có được một nền hòa bình công bằng. Trong diễn biến liên quan, phái đoàn Ukraine đã nhóm họp tại Washington cùng với các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Anh, Đức, Pháp để thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine, an ninh năng lượng và công thức hòa bình. Theo tờ Pravda của Nga, phái đoàn Ukraine được dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng Ukraine Julia Sviridenko, bao gồm Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova. Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh xác nhận, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov về các hoạt động đang diễn ra của Ukraine và các ưu tiên hỗ trợ an ninh. Những ưu tiên này bao gồm các hệ thống phòng không, pháo binh và xe bọc thép cần thiết để giúp Ukraine tăng cường sức mạnh chiến đấu. Cuộc họp cũng đề cập đến việc mở rộng các cơ hội sản xuất vũ khí chung và tăng cường đầu tư của các đồng minh vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Văn phòng Tổng thống Ukraine nói thêm, ngoài ra, chúng tôi còn đặc biệt chú ý đến việc thực hiện công thức hòa bình. Một chủ đề khác được các quan chức quan tâm là cuộc họp sắp tới của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào ngày 6 tháng 9. Hơn 50 quốc gia ủng hộ Kiev sẽ tụ họp tại Remstein, Đức để thảo luận về các kế hoạch cung cấp thêm vật tư quân sự cho Ukraine nhằm đáp ứng cả nhu cầu trước mắt và lâu dài của nước này. 5 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Belgorod của Nga, thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết. Ông nói, hệ thống phòng không ở Belgorod đã được kích hoạt, một số mục tiêu trên không đã bị bắn hạ. Một xe chở khách, một tòa nhà chung cư và một số tòa nhà thương mại đã bị hư hại trong cuộc tấn công. 5 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương. Trong số những người bị thương, có 7 người lớn và 3 trẻ nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Gladkov, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa gắn đầu đại trùm, phóng đi từ hệ thống rocket phóng loạt Vampire. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky cho biết, quân đội nước này đã tiến thêm 2 km ở một số khu vực thuộc tỉnh Kerch của Nga trong 24 giờ qua. Phát biểu tại một cuộc họp ngày 30 tháng 8, ông Sinsky nói, chiến dịch trên mặt trận Kerch vẫn tiếp diễn. Trong ngày qua, quân đội chúng ta đã tiến tới 2 km ở một số khu vực và kiểm soát 5 km vùng lãnh thổ tỉnh này. Cùng ngày, chính quyền Kerch của Nga đã cho biết đến thời điểm hiện tại đã có gần 220 dân thường, bao gồm 11 trẻ em bị thương do các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực này. 65 người, bao gồm 2 trẻ em đang được điều trị tại các bệnh viện. Hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã xâm nhập tỉnh Kerch của Nga ngày hôm 6 tháng 8, trong cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Quân đội Nga đã nhanh chóng phản kháng, nhưng giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn. Quân đội Ukraine vẫn chiếm giữ một số khu định cư ở biên giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của quân đội Ukraine ở tỉnh Kerch lên tới hơn 7.800 binh sĩ và 75 xe tăng. Theo nguồn tin từ các dịch vụ tình báo Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine dự định tấn công các mục tiêu quan trọng ở Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow tầm bắn 600 km. Các mục tiêu được chọn dự kiến bao gồm hạm đội ở Novorossiysk,
dinh thự của Tổng thống Nga ở Sochi, hệ thống phòng không ở Sevastopol, các nhà máy quốc phòng và sản xuất thuốc súng, các trụ sở phía nam nước Nga đến Moscow, Moscow và St. Petersburg, các điểm giao thông được sử dụng cho việc vận chuyển thiết bị quân sự và nhiên liệu cho quân đội Nga. Trước đó đã có thông tin rằng Pháp đã thảo luận về khả năng cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tấn công cư xá của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi, cũng như các cơ sở quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Các tờ báo Anh, The Telegraph và The Guardian cũng đưa tin rằng Anh đã cho phép các cuộc tấn công bằng Storm Shadow vào lãnh thổ Nga mà không cần sự chấp thuận công khai chính thức. Theo cộng đồng tình báo Mỹ, Kiev còn dự định mở rộng đội bay của không quân, phân tán các máy bay quân sự, trang bị chúng bằng các tên lửa Storm Shadow và thực hiện các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga. Ukraine cũng muốn tấn công cầu Crimea, nhưng họ cũng dự định các cuộc tấn công như vậy không hiệu quả do đặc điểm của các tên lửa Storm Shadow và mật độ hệ thống phòng không tại cơ sở này. Mục tiêu cuối cùng của Ukraine là gieo rắc hoang mang và hỗn loạn trong xã hội Nga, gây sợ hãi, sự bất lực và kinh hoàng cho người dân Nga, từ đó kích thích các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc. Như vậy, Ukraine hy vọng có thể buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Nga từ một vị thế mạnh mẽ. Theo nhật báo Telegraph của Anh, Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là đang áp dụng cách tiếp cận tham vấn trong việc thúc đẩy Mỹ hợp tác với Anh để cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào Nga bằng các tên lửa Storm Shadow. Một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán cho tờ Financial Times cho biết, để các cuộc tấn công thành công, các tên lửa cần sự hỗ trợ của tình báo và chính sát Mỹ, cũng như các hệ thống tuyệt mật khác để vượt qua sự gây nhiễu của Nga. Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn khẳng định rằng Ukraine chỉ được phép sử dụng vũ khí tầm xa để tự vệ chống lại Moscow, cấm các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ukraine đang kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế như vậy và cho phép sử dụng Storm Shadow mang tính công nhiều hơn. Phía Ukraine ca ngợi Storm Shadow là một trong những công cụ thành công nhất của họ trong cuộc chiến. Các vũ khí này đã thu hút sự chú ý vào năm 2023 khi chúng được cho là đã sát hại Trung tướng Nga Oleg Sokov khi ông Oleg Sokov đang đóng quân ở một thành phố của Ukraine đã rơi vào vòng kiểm soát của Nga. Storm Shadow cũng đã được sử dụng để tiêu diệt các tàu chiến và cơ sở hải quân của Nga ở Crimea năm 2023, là một trong những cuộc tấn công sâu đầu tiên vào Nga. Nga trước đó đã cố gắng làm giảm hiệu quả của Storm Shadow, tuyên bố rằng tên lửa này không gây ra bất kỳ thiệt hại quan trọng nào cho lực lượng của Kremlin. Mỹ đã kêu gọi Anh áp dụng một cách tiếp cận bảo thủ hơn trong việc phê duyệt các cuộc tấn công tầm xa vào Nga vì lo ngại rằng cuộc giao tranh sẽ gia tăng căng thẳng và kéo các đồng minh trực tiếp vào cuộc xung đột. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Nga hiện không xem xét việc trao đổi lãnh thổ sau cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Ông Sergei Lavrov lưu ý, càng trì hoãn đàm phán thì việc đạt thỏa thuận càng khó. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, rất khó để nói rõ mục tiêu và ý định của họ là gì, nhưng các nhà phân tích chính trị đang thảo luận về vấn đề này và thậm chí Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng họ sẽ cần điều này cho các cuộc trao đổi trong tương lai. Song theo ông Lavrov, các cuộc tấn công vào Kursk bắt giữ tù nhân, chiếm giữ lãnh thổ Nga với ý định trên thật sự ngây thơ và đơn giản. Ông khẳng định, chúng tôi không thảo luận về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai, chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ của mình. Ông Lavrov trích dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói cách đây một năm rưỡi rằng Nga không phản đối các cuộc đàm phán, nhưng những ai phản đối cần nhận thức rằng việc trì hoãn càng lâu thì việc đạt được thỏa thuận càng khó. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại, tại Istanbul, chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi, so với những gì chúng ta thấy hiện tại, việc đạt được thỏa thuận rất dễ dàng, họ không muốn điều đó. Ông Lavrov nhấn mạnh, về mọi vấn đề khác, Tổng thống đã nói vào ngày 14 tháng 6 rằng chúng tôi sẵn sàng giải quyết tình hình dựa trên thực tế trên thực địa, thực tế của Hiến pháp Nga. Trong đó rõ ràng nêu rằng hiện tại chúng tôi có 4 thành phần liên bang mới ngoài Crimea. Tất nhiên, với tất cả những điều này, cũng không thể có cuộc trò chuyện về việc Ukraine gia nhập NATO. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Nga hiện tại không tìm kiếm bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông Lavrov nói, Tổng thống Nga đã nhiều lần nói rằng những người đưa ra tuyên bố ám chỉ Nga từ chối đàm phán, trong khi Ukraine sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Ông đã nói điều này nhiều lần, ít nhất hãy nói với Zelensky, hãy bảo ông ta hủy bỏ lệnh cấm đàm phán của mình. Ngoại trưởng Nga cho biết thêm, hai bên lẽ ra đã dễ dàng đạt thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ khi chiến dịch quân sự mới bắt đầu chưa đầy một tháng, nhưng Ukraine không muốn điều đó. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là vấn đề không thể đàm phán. Moscow coi việc Kiev tham gia vào liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là mối đe dọa an ninh đối với Nga.
Moscow cũng nêu rõ, Nga chỉ đàm phán khi Ukraine chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson đã sáp nhập Nga. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Ước tính Kiev đã huy động hơn 10.000 quân cho chiến dịch được nhận định khá rủi ro này. Sau hơn 3 tuần, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300 km2 lãnh thổ ở Kursk. Ngoài ra, Kiev cũng bắt giữ hàng trăm tù binh Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi đưa quân vào Nga, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 7.800 quân nhân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép. Nói về chiến dịch đột kích Kursk, giới chức Ukraine tuyên bố đây là một phần kế hoạch nhằm tạo vùng đệm trong lãnh thổ Nga để bảo vệ cho người dân các vùng biên giới Ukraine. Ngoài ra, chiến dịch này cũng nhằm buộc Nga phải rút bớt nguồn lực khỏi chiến trường Ukraine, từ đó giảm sức ép đối với lực lượng phòng thủ ở miền đông Ukraine. Về phần mình, Nga chỉ trích rằng cuộc đột kích của Ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và cảnh báo đáp trả thích đáng. Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức trong chính quyền Nga cũng tuyên bố động thái của Kiev đã hủy hoại triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!